Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Nisfarun Review. Mình là Phoenix Hunter và hôm nay mình sẽ mời đến đây một khách mời hết sức là đặc biệt để cùng review với mình một chai nước hoa cũng đặc biệt không kém. Và khách mời của mình hôm nay sẽ là chào các bạn nha. Mình là Huy Lê, hay còn có biệt danh là Mr. Chê. Đây là lần đầu tiên mình đến với channel của Nisfarun Review. Rất mong các bạn sẽ ghi nhận ý kiến của mình ha. Và chai nước hoa mình muốn review với các bạn và cho Mr. Chê đây xem thử coi cái mùi hương nó như thế nào. Đó chính là chai Roja Majestic Oud. Thì bây giờ mời chuyên gia Mr. Chê xem thử coi cái mùi hương của chai này như thế nào nha. Mời bạn. Ok, để mình thử cái chai nước hoa này như thế nào nha. Wow, cái chai nước hoa này nhìn xịn sò ghê ta. Cái màu rui rất là đậm nè. Đó, Majestic Oud. Cái nắp tím nhìn cái chai Roja nhìn thấy xịn sò ha. Chắc mùi này chắc không còn gì để chê đây. Và bây giờ mình thử coi ha. Ui chà, xịt ra rui nó cũng khá là đậm á các bạn. Mùi gì mà ghê vậy. Trời ơi, cái mùi út đậm quá, cái mùi animalic giống như mùi chuồng heo quá à. Để ngửi kỹ coi sao mùi đắt tiền mà nó làm kỳ vậy ta. Cái mùi chuồng trại á các bạn, cái này là nó đậm quá, cái mùi nó lên nó đậm quá. Mấy mùi Roja trước mình được thử nó đâu có như vậy đâu. Như một cái mùi mà mình đi vào cái chuồng trại á các bạn. Cái mùi animalic nó đậm đậm lắm. Nói chung là cái mùi gia súc gì đó. Cái mùi út thì rõ ràng thật đó, nhưng mà nó kiểu animalic quá. Nên trời ơi, cái chai này không biết lúc ra đang nó như thế nào ta. Chứ còn lúc này thì mình nghĩ nó để đợi xíu coi nha các bạn nha. A few minutes later, để ngửi thử lại coi nha, nãy giờ cũng khá lâu rồi đó. Cái mùi nó cũng giữ y chang vậy à các bạn. Cái mùi nó đậm, mùi út lắm. Và mình không thích kiểu này. Trời ơi, cái mùi sao mà nó làm được. Bỏ nhiều tinh dầu quá hay sao, hình như bị nấu quá tay á. Giống như là cái món mà các bạn nấu bị khét á các bạn. Hoặc là rang bị khét á. Nó quá cái nguyên liệu và gia vị nó mặn quá. Nó đậm quá. Mùi này dở quá. Chê nha. Chê. Chai này chê. Trời, cái gì mà chê dữ vậy. Không được đâu. Thôi trả nè. Rồi, để mình thử coi tại sao mà cái mùi hương này nó rất là đắt tiền nha các bạn. Cái chai này lúc mà thêm một xíu thông tin cho các bạn. Ở đây là chai Majestic Oud đã bị discontinue, là nhà Roja không có sản xuất nữa. Nó ngừng sản xuất cũng cách đây khoảng gần 2 năm rồi đó các bạn. Và trên tay mình là một trong những chai rất là hiếm hoi, bởi vì thực chất cái số lượng chai này sản xuất ra không có nhiều, và ở Việt Nam cái số người sở hữu nó cũng rất là ít luôn. Cái giá lúc mà nó còn bán á là nó đâu đó khoảng 40 mấy triệu á các bạn, thì rất là đắt nha. Và bây giờ mình thử coi cái mùi này nó như thế nào mà anh Mr. Chê đây anh chê dữ quá. Thì bây giờ mình sẽ xịt trên da thử nha. Mới ngửi vào thì thật sự là cái nốt đầu của nó hăng lên một cái mùi nó hơi bị khó chịu một tí xíu. Đó chính là của trầm hương mà đi theo hướng animalic á các bạn. Như là mình đã giới thiệu ở chai The Night, nó có một chút là mình liên tưởng chai The Night, có nghĩa là một chút thôi nha, là cái mùi chuồng trại nó lên, mùi chuồng trại gia súc, nó còn animalic hơn nữa. Nhưng mà nó lại không có cái sự mượt mà ở trong đó của hoa hồng, mà nó được dặn thêm bởi những cái nốt thú vật khác, như là nốt civet chẳng hạn, hoặc là nốt scaptorium, là nốt cái tuyến xạ của con hải ly đó các bạn. Thì mùi nó sẽ rất là khó chịu ở cái nốt đầu này. Rất là khó chịu luôn các bạn. Nó bị hơi nồng lên một tí xíu. Và sau đó mình còn thấy đâu đó là rất là nhiều gia vị trong này nè. Cực kỳ nhiều gia vị. Mà các bạn biết rồi, đã trầm hương mà kiểu animalic nó đã khó chịu rồi, mà thêm gia vị nữa thì nó càng thêm hăng lên, và nó rất là nồng nữa.
nhưng mà mình chưa thấy có sự mượt mà và sự biến chuyển mùi hương nhiều lắm ở đây. Và mình ngửi cảm giác như là một cái tinh dầu nó kiểu rất là đậm đặc và kiểu như quăng rất là nhiều cái tinh dầu vào. Thì mình nghĩ ông Roja ổng suy nghĩ hơi nhiều khi mà tạo ra một cái chai oud mà kiểu kỳ diệu như thế này. Và khi mình đọc trên những cái diễn đàn nước ngoài á, thì chai này cũng người ta diễn tả Majestic Oud đúng là một cái chai oud gọi là kỳ lạ và kiểu nó rất là khó diễn tả mà không có thể nào mà xài được á các bạn. Nó rất là khác so với lại những chai khác của nhà Roja, có nghĩa là hầu như những chai nào trong nhà này đều có một cái sự dễ xài, wearable á các bạn, nghĩa là mình xài được rất là nhiều dịp và cũng như là nó khá là nịnh mũi và các nốt mùi hương nó được trau chuốt một cách kỹ lưỡng. Thì ở riêng ở chai Majestic Oud này thì mình lại thấy các cái mùi hương của nó làm hơi bị quá đà và kiểu như nó chưa được gọt giũa vậy các bạn, giống như là quăng một cây gỗ vô, quăng một khúc oud vào, quăng gia vị rất là nhiều vào, cái mùi khó cháy lên và các cái nốt hoa thì nó cũng không có rõ ràng và hầu như nó bị lấn át hết, gọi là nó không có uyển chuyển lắm trong các cái nốt hương như là các chai Roja khác. Nên thực chất thì cái mình nghĩ mình sẽ vâu luôn cho chai Majestic Oud này sẽ là chai nước hoa Roja mình thấy tệ nhất. Và so với giá tiền của nó nữa thì cái độ tệ nó còn tăng gấp nhiều lần nữa các bạn. Với một chai rẻ thì mình sẽ đánh giá là do nó ít tiền nên là nó sẽ làm được đến chừng đó thôi. Nhưng mà với một chai nước hoa mà 40 mấy triệu như thế này thì mình sẽ kỳ vọng rất là nhiều và người bỏ ra số tiền lớn như vậy người ta cũng rất là băn khoăn. Rồi, đó, mùi hương của nó, nhưng mà nó cũng có một cái điểm gọi là điểm cộng ở đây, hoặc là cái dành một chút lời khen cho cái mùi hương này, đó chính là mình sẽ cảm nhận được một cái sự sang trọng nhất định ở trong đây. Và những cái nốt mùi hương có những cái nguyên liệu nó rất là đắt tiền, bởi vì mình cảm nhận nó rất là đậm đặc. Và các bạn nhìn tinh dầu nè, xịt từ nãy đến giờ nhưng mà nó vẫn còn rất là đậm nha các bạn. Mình nghĩ chai này cũng phải extra perfume hoặc là hơn extra perfume luôn đó các bạn. Bởi vì cái chai mà Absolute Precious á, mình xịt ra thì cái tinh dầu nó cũng không đến nỗi đậm đặc như vậy đâu. Các bạn nhìn cái màu vui nè. Và lâu lâu các bạn để lâu á thì nó còn đóng cặn nữa, chứng tỏ là tinh dầu rất là tốt. Nhưng mà cái kiểu blend mùi của nó thì mình nghĩ nó lại không có được như những chai khác của Roja. Đó. Và cái độ bám tỏa của chai này thì cực kỳ khủng luôn nha các bạn nha, tầm 10-12 tiếng. Và cái mùi hương của này nó giữ được cái kiểu ban đầu nè, nó giữ rất là lâu. Mình mà xịt lên giấy thử á thì khoảng 3 ngày sau mình thấy vẫn còn cái mùi hương như vậy. Nó rất lâu để nó ride down. Và khi ride down xuống thì cái mùi hương của nó cũng không có thay đổi quá nhiều. Nó giống như là gọi là liney á các bạn. Nó xuyên suốt từ đầu đến cuối cũng chỉ là những cái nốt hương này. Và nó rất là đậm nên là có thể nó sẽ gây cho mình một cái cảm giác rất khá là khó chịu á. Cái chai này thì mình nghĩ chỉ dùng được ở những cái nơi rất là giá lạnh, là những nơi nào mà lạnh đến nỗi mà có tuyết luôn các bạn, thì mình mới cảm nhận được đâu đó một chút tinh túy của những cái nốt hương tạo nên cái mùi hương này. Thì đây là một trong rất là hiếm hoi chai Roja mà mình chê và kiểu đánh giá không cao. Và cái chai này thực tế khi các bạn mà tìm hiểu á, thì các bạn coi trên Fragrantica thì cái điểm số của nó chấm được cũng không cao, những nó khoảng 3 mấy điểm trên 5 điểm á các bạn. Nhưng mà hầu hết những chai Roja khác các bạn mà coi thì điểm số của nó đều trên 4 điểm và rất là cao, được đánh giá rất là tốt bởi vì cái độ gọi là dễ dùng của nó, nịnh mũi. Nhưng mà đặc biệt chai này mình không hiểu sao chai này trong bộ nắp tím luôn nha các bạn, là bộ Outlook, là bộ đắt tiền á, nhưng mà nó làm ra được một cái mùi hương kiểu quá đà như vậy. Có lẽ là ông Roja ổng suy nghĩ là mấy chai khác kiểu dễ xài, kiểu nịnh mũi rồi thì ổng làm một cái chai kiểu phải wow lên, phải nặng nề lên, phải mùi oud nó phải chiếm lĩnh, nó là khác hoàn toàn với lại những cái chai oud khác trong dòng oud của nhà Roja nha. Ví dụ Amber oud nè, Mud oud nè, hoặc là oud, các cái mùi oud của nó làm đều rất là tinh tế và rất là chỉnh chu trong những cái nốt hương. Còn riêng chai này thì giống như là ổng quăng quá nhiều tinh dầu vô các bạn, nên là đó, nói chung là
cái gì quá cũng không tốt đúng không? Và ở chai Majestic Oud này là nó như vậy. Nên là chai này mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Mr. J nha. Và có thêm một số các cái điểm cộng thì mình cũng đã nêu ra rồi. Nhưng mà cái này còn có một cái giá trị đặc biệt nữa, đó chính là sau khi nó discontinue thì cái giá trị sưu tầm của nó lên rất là cao. Nên các bạn nào mà có lỡ sở hữu tất cả các chai nắp tím của nhà Roja rồi, có nghĩa là những chai trong dòng Hot Luck á, thì mình nghĩ chai này cũng là một chai nên có, để giống như là nó hoàn thành một sưu tập thôi. Đó, còn lại thì có thể có những cái ý kiến khác hoặc là trái chiều với mình, thì mình hoàn toàn thu nhận các cái comment đó. Để thì các bạn có thể comment dưới đây cái ý kiến về cái mùi hương này nếu mà các bạn đã từng được thử cho mình nghe ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Và hôm nay là một cái video cũng hơi vui vui thôi. Các bạn có thích cái kiểu làm video này không thì hãy comment cho mình biết cái cảm nhận của các bạn nha. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.